Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi 6 tháng đầu năm của những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Như quý vị đã biết, những người tuổi Kỷ Hợi năm 2023 là một cái năm mà cũng gặp khá nhiều cái thành công, khá nhiều cái may mắn. Bước sang năm 2024 nó Giáp Thìn thì cái vận thế may mắn vẫn còn được tiếp tục. Và trong 6 tháng đầu năm là cái thời điểm mà quý vị vẫn còn lưu giữ cái vận khí tốt của năm 2023. Tiến đến năm 2024 lại gặp được những thuận lợi đầu tiên. Đó. Vậy nên là quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc của mình trong thời điểm đầu năm. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm, những người tuổi Kỷ Hợi 1959 sẽ gặp những cái vận hạn gì? Đâu là cái thời điểm tốt để quý vị gia tăng thêm cái may mắn tài lộc? Đâu là cái thời điểm xấu để quý vị tránh không gặp phải những vận hạn? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng trong 6 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn, để từ đó giúp quý vị nắm được cái vận thế và gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. Thưa quý vị, những người tuổi Kỷ Hợi là những người sinh năm 1959, có thiên can là Kỷ, địa chi là Hợi. Người này có lá số là âm nữ, có ngũ hành là Bình địa mộc, có cung mệnh là cung khôn thuộc thổ, được gọi là đạo viện chi chư, có nghĩa là lợn trong tu viện, có xương con heo, tướng tinh con gấu, con nhà thanh đế, phú quý. Thưa quý vị, thì để xét về cái cát hung vận hạn của những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng sinh năm 1959 trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm ấy, thì trước tiên chúng ta cũng phải nắm qua được về cái vận hạn của những người tuổi Kỷ Hợi, để từ đó chúng ta biết được cái vận hạn cát hung ra sao, vận hạn thế nào, để chúng ta sẽ nắm bắt được cái vận trình từng tháng nó được chuẩn xác và chính xác nhất khi mà chúng ta luận giải. Thì quý vị đã biết đấy, những người tuổi Kỷ Hợi, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi. Chúng ta có Hợi thủy gặp Thìn thổ, đúng không ạ? Thổ thủy là xung khắc, tức là những người tuổi Kỷ Hợi bị Thái Tuế nó khắc trong năm 2024. Vậy nên đây cũng là một cái năm mà khá vất vả, đúng không ạ? Về sức khỏe trong năm ấy, sức khỏe thì cũng đã bị giảm sút. Thứ nhất là do tuổi già, thứ hai là gì? Do cái vận niên nó ảnh hưởng. Vì thế mà quý vị cũng cần phải tập trung chú ý rèn luyện cái sức khỏe của mình. Quý vị có thể là luyện tập thể dục thể thao đều đặn, tăng cường cái sức khỏe của mình lên. Bên cạnh đó thì quý vị cũng nên là gì? Tham gia vào những câu lạc bộ của người cao tuổi, để gì? Thứ nhất là có cái cuộc chơi để cho đỡ bị buồn tuổi. Thứ hai là gì? Cũng có thể là gì? Gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. Bên cạnh đó thì về cái vấn đề về các mối quan hệ, đúng không ạ? Mối quan hệ trong gia đình và trong bạn bè, với mọi người xung quanh ấy, thì trong năm cũng gặp nhiều cái biến động, gặp nhiều cái trắc trở. Vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé. Trong năm thì quý vị cũng nên nhẹ nhàng một chút, không nên là nóng nảy, kiểu lại gì làm mất lòng tiểu nhân, cũng như là gì đôi khi do sự nóng nảy cũng gây nên sự tổn thương giữa người khác, thì đó cũng là điều không hay, nó cũng sẽ dẫn đến cái mối quan hệ bị gặp nhiều cái bế tắc. Bên cạnh đó trong năm bị Thái Tuế khắc nên cái vận trình nó cũng sẽ gặp nhiều cái biến động, đi theo chiều hướng là tiêu cực. Vì thế để hóa giải cái hạn Thái Tuế khắc này thì những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng sinh năm 1959 thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế. Kim bài Thái Tuế là cái pháp khí phong thủy, nó được sử dụng để nghênh đón Thái Tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm. Các cụ ngày xưa thường nói là Thái Tuế đương đầu tọa, vô hỷ ắt hiếu họa. Cái tai họa, cái tai ương nó có thể ập đến bất cứ lúc nào. Trong năm ấy thì mưu sự thì nó cũng bấp bênh, mà lại thêm cái chuyện ở nay bên đây mai đó, sức khỏe bị giảm sút, dễ bị đau ốm liên miên, tư tưởng của bản mệnh thì cũng gặp nhiều cái bế tắc. Đấy, cần phải có phương pháp hóa giải kịp thời. Vì thế nên là quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để được Thái Tuế tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình năm được thuận lợi, hanh thông và may mắn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời đó. Bên cạnh đó chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can. Chúng ta có Kỷ gặp Giáp, kỷ thì thổ gặp giáp mộc, đúng không ạ? Nó khác, nó là gì? Nó là chính quan. Nó là chính quan. Như vậy là trong năm 2024 ấy, thì được chính quan nâng đỡ, nên những người tuổi Kỷ Hợi cũng không gặp cái vấn đề nào quá khó khăn trong công việc. Vì thế mà quý vị cũng đừng ngần ngại, đúng không ạ? Đừng ngần ngại thể hiện cái sức mạnh của mình, thể hiện cái năng lực của mình. Ở công việc của gia chủ thì thuận lợi được chính quan giúp đỡ. Gia chủ đi làm với cái tinh thần vui vẻ, phấn khởi, học hỏi được rất nhiều điều, cũng như là gì? Truyền đạt được cho thế hệ đi sau những cái kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm cũng như là những cái kỹ năng của mình. Đấy. Thêm nữa là những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng thì cũng không ngại đón nhận khó khăn gian khổ. Trong thời gian sắp tới thì các bác cũng dễ có cơ hội được thăng lương, tăng chức, hoặc là gì? Một số người còn may mắn sẽ được gì? Quý nhân nâng đỡ, giới thiệu cho những cơ hội đáng quý và cũng sẽ có cơ hội phát tài phát lộc. Bên cạnh đó, cái địa chi thìn này nó ẩn tàng ba thiên can là Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có kỷ gặp Mậu thì nó là kiếp tài, kỷ gặp Quý thì nó là thiên tài, và kỷ gặp Ất thì nó là thất sát. Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn ẩn chứa những cát tinh, nó cũng sẽ đem lại những cái may mắn, những cái thuận lợi nhất định cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Đầu tiên chúng ta có kỷ gặp Mậu, nó là kiếp tài. Thì gặp cái kiếp tài lâm vận thì những người tuổi Kỷ Hợi khá là vất vả trên con đường công danh sự nghiệp. Công việc lúc nào cũng chật vật, bận rộn, lại hay có kẻ tiểu nhân đeo bám. Những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng là những người nhiệt tình, thẳng tính, nhưng mà chính vì thế mà cũng rất dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng và gây hại cho mình. Thêm nữa, chúng ta có kỷ gặp Quý thì nó là cái thiên tài. Đấy, được cái thiên tài nó lâm vận, vậy nên là những người tuổi Kỷ Hợi ấy sẽ gì thể hiện được cái năng lực của mình trong cái việc là kiếm tiền. Ngay cả khi tình hình khó khăn thì gia chủ cũng đủ sức khéo léo để mở ra những cái cơ hội thăng tiến và tăng thêm cái thu nhập cho mình. Thêm nữa, bằng cái kinh nghiệm, bằng cái vốn sống của mình ấy, thì những người tuổi Kỷ Hợi cũng có những cái bước đột phá lớn lao trong cái thời gian này. Vì vậy các bác hãy tận dụng cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình nhé. Tiếp theo chúng ta có kỷ gặp Ất thì nó là thất sát, đúng không ạ? Cái thất sát nó chiếu mệnh, đó thì nó cũng gây ra rắc rối trên con đường công danh sự nghiệp, mà khiến cho gia chủ đôi khi phải phiền lòng, phải bận tâm. Nói chung ấy, khi mà gặp cái thất sát ấy thì quý vị cũng gì nên cẩn thận trong công việc, vì dễ có tiểu nhân tranh đấu. Và để hóa giải cái hạn tiểu nhân do cái kiếp tài và cái thất sát mang lại, thì những người tuổi Kỷ Hợi, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những cái xung sát, những cái thị phi, những cái hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng. Thưa quý vị, thì bên cạnh cái thiên can địa chi thì chúng ta cũng xét về cái sao hạn của năm. Năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Kỷ Hợi là 66 tuổi. Ở cái tuổi 66 thì gia chủ gặp cái sao hạn là cái sao Mục Đức, và cái hạn năm là cái hạn Tam Khêu. Năm nay thì quý vị không bị phạm tam tai nhé. Đó. Cái sao Mục Đức thì nó là một cái cát tinh, nó sẽ mang đến nhiều cái may mắn, nhiều cái điều an vui cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng. Cái sao này nó chiếu mệnh tốt nhất vào cái tháng 10 và cái tháng Chạp, tức là tháng 10 và tháng 12 âm lịch ấy. Quý vị có thể tận dụng cái thời gian này, thời điểm này để làm những cái việc lớn. Đấy. Tuy nhiên quý vị cũng cần phải đề phòng những cái bệnh tật nó phát sinh do tuổi già sức yếu, nhất là các bệnh liên quan đến khí huyết trong cơ thể. Thêm nữa, quý vị gặp cái hạn năm là cái hạn Tam Kheo. Cái hạn Tam Kheo ấy nó chủ về cái sức khỏe, về cái bệnh xương khớp. Do vậy những gia chủ tuổi Kỷ Hợi nữ mạng nên tránh nơi đông người, tránh kích động khi gặp các mâu thuẫn hay là xô xát. Thêm nữa, gia chủ cần phải bình tĩnh, nhẫn nhịn những cái lời đàm tiếu mang cái tính chất kích động để tránh những cái rắc rối trong cuộc sống. Vậy nên đối với gia chủ tuổi Kỷ Hợi nữ mạng ấy, trong năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì để hóa giải quý vị hãy luôn nhớ là thì đầu năm quý vị nên làm một cái nghi lễ gọi là nghênh sao giải hạn đầu năm. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Kỷ Hợi nữ mạng hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Tri Nhân. Vạn Phúc Tri Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc, đúng không ạ? Ở phía trên nó có chữ vạn của nhà Phật, tượng trưng cho vạn điều may mắn, vạn sự cát lành, tượng trưng cho vạn điều may mắn, vạn sự cát tường. Mà sau là chữ phúc, đấy, tượng trưng cho cái gì? Tăng cường cái phúc đức, tăng cường cái may mắn, đấy, do được gì? Tổ tiên phù hộ. Bên cạnh đó phía dưới nó là một cái viên đá ruby. Đá ruby là một cái loại đá quý trong phong thủy. Đấy, nó được sử dụng làm cái trang sức phong thủy cao cấp. Nó sẽ mang lại cái sức khỏe, mang lại cái may mắn về công danh sự nghiệp cũng như là tiền bạc. Đây là cái pháp khí phong thủy chuyên hóa giải cái vận hạn xấu của năm, giúp gia chủ có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Hơn nữa, vật phẩm Vạn Phúc Tri Nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên nó sẽ phát huy cái công năng tốt nhất, nó sẽ giúp quý vị được tịnh tâm an nhiên, từ đó sẽ giúp quý vị là khai sáng trí tuệ, đưa ra được những quyết định đúng đắn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Bên cạnh đó nó cũng sẽ giúp hóa giải cái vận hạn của năm, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Vạn Phúc Tri Nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng. Cái vật phẩm này là sử dụng đeo trọn đời nhé, vậy nên các bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong về cái vận hạn trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Thì nói chung ấy, đây cũng là một cái năm khá là tốt, khá là cát lành với những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng, đúng không ạ? Kỷ Hợi nữ mạng thì may mắn hơn nam mạng do là cái sao Mục Đức nó chiếu mệnh, nên đây cũng là một cái tuổi mà gặp khá nhiều cái may mắn, khá nhiều cái cát tinh. Nhưng bên cạnh đó quý vị cũng cần phải chú ý về cái bị cái Thái Tuế nó khác, cũng như là cái hạn Tam Khêu và cái kiếp tài, cái thất sát, nó cũng sẽ gây ra cái vận tiểu nhân nó vượng. Vì thế mà quý vị đi đâu làm gì, khi ăn nói cũng cần phải chú ý kẻo lại làm mất lòng người khác hay là gây họa đắc tội với tiểu nhân. Thưa quý vị, vậy thì dựa vào cái vận hạn của năm, bây giờ chúng ta sẽ xét về chi tiết từng tháng, từ tháng 1 đến tháng 6, xem là cái tháng nào tốt, tháng nào xấu, và những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng thì cần phải làm gì trong năm để có được cái may mắn, có được cái tài lộc cho mình. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 3 là tháng Mậu Thìn. Tháng Mậu Thìn chúng ta có Thìn gặp Hợi, đúng không ạ? Thìn Thổ gặp Hợi Thủy, Thủy Thổ là tương khắc. Vậy nên trong tháng này thì sức khỏe nó cũng không được tốt. Thứ hai là các mối quan hệ cũng bắt đầu đi vào những cái bế tắc. Bên cạnh đó chúng ta có Kỷ gặp Mậu thì nó lại là cái kiếp tài đó. Gặp cái kiếp tài này thì nó cũng sẽ khiến cho cái công việc nó gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều trắc trở, chật vật đó, bận rộn, lại bị kẻ tiểu nhân quấy phá, nên là trong tháng này cũng là khá là vất vả. Thêm nữa cái địa chi Thìn nó ẩn tàng thiên căn Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có Kỷ gặp Mậu thì nó là kiếp tài, đúng không ạ? Kỷ gặp Quý nó là thiên tài và Kỷ gặp Ất nó là thất sát. Như vậy là trong tháng này thì có kiếp tài lâm vận, đâm ra là nó cũng sẽ nói lên rằng là công việc thì gặp nhiều cái trắc trở, sự nghiệp thì nó cũng sẽ bị gặp nhiều cái sự cố không như mong muốn. Thêm nữa, Kỷ gặp Quý là thiên tài thì nó cũng nói lên rằng là trong tháng vẫn còn cái cơ hội để phát tài. Nếu mà quý vị nắm bắt được và hóa giải được những cái vận xấu thì cái cơ may về tiền bạc nó vẫn có đến với những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng. Bên cạnh đó chúng ta có Kỷ gặp Ất là thất sát. Thì cái thất sát nó cũng nói lên rằng là trong thời gian này thì công việc nó cũng gặp nhiều cái trắc trở, có kẻ tiểu nhân ngáng đường cản lối, khiến cho quý vị phải phiền lòng, phải bận tâm rất nhiều trong tháng này đấy. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé. Bên cạnh đó trong tháng lại gặp cái lưu niên Thái Tuế và cái Phục Binh. Cái Phục Binh nó chủ về cái sự mai phục, chủ về cái sự chờ đợi, tính toán bất ngờ hoặc là mờ ám. Đó là nó chủ về cái chuyện là kẻ tiểu nhân tìm cách hại lén sau lưng, cũng như là chủ về cái công việc nó gặp nhiều cái trắc trở. Bên cạnh đó gặp cái Thái Tuế thì Thái Tuế là tối đẳng thượng thần thì quý vị cũng biết đấy. Nên là đây là một cái tháng mà cũng không tốt với những người tuổi Kỷ Hợi nhé. Đây là tháng xấu. Đó, vậy nên những người tuổi Kỷ Hợi phải hết sức lưu tâm nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 4, nó là tháng Kỷ Tỵ. Tháng Kỷ Tỵ thì chúng ta có cục diện là Tỵ Hợi là tương xung. Tỵ Hợi là tương xung. Gặp cái cục diện tương xung ấy, thì những người tuổi Kỷ Hợi nói chung ấy sẽ gặp nhiều cái xáo trộn trong cuộc sống. Trong cuộc sống, trong công việc thì có nhiều cái sự thay đổi, môi trường xung quanh thì cũng có nhiều cái biến động. Bên cạnh đó cái vận quý nhân trong thời gian này nó không vượng, vậy nên là những người tuổi Kỷ Hợi ấy cũng sẽ gặp nhiều cái xung đột với mọi người xung quanh. Thêm nữa chúng ta có Kỷ gặp Kỷ thì nó là Tỷ Kiên. Cái Tỷ Kiên nó chiếu mệnh nên là những người tuổi Kỷ Hợi đi làm cũng cần phải hết sức cẩn thận với cấp dưới, với cấp trên, với đồng nghiệp. Không phải ai cũng thân thiện, không phải ai cũng hiền lành để cho gia chủ tâm sự. Nói chung ấy, khi mà đi làm thì quý vị cũng cần phải lựa lời mà nói, kẻo ảnh hưởng đến cái công việc sau này. Bên cạnh đó cái địa chi tỵ này thì nó cũng ẩn chứa thiên can là bính, mậu và canh. Chúng ta có kỷ gặp bính thì nó là chính ấn, kỷ gặp mậu nó là kiếp tài và kỷ gặp canh nó là thương quan. Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn chứa những cái hung tinh như kiếp tài, thương quan, có các tinh là chính ấn, đúng không ạ? Cái chính ấn này nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Kỷ Hợi củng cố được cái vị thế, củng cố được cái quyền uy của mình. Nhưng bên cạnh đó thì gặp cái kiếp tài và cái thương quan ấy, thì đây là hai cái sao mà nó mang lại cái vận xấu, mang lại cái vận tiểu nhân, nó khiến cho công việc gặp nhiều trắc trở, không được thuận lợi như ý muốn. Vì thế để hóa giải thì những người tuổi Kỷ Hợi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân, giúp cho các vận trình nó được thuận lợi hơn, hanh thông hơn. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng. Bên cạnh đó trong cái tháng 4 ấy, thì nó có lưu niên đại hao và cái thiên không. Hai cái sao này nó chủ về chuyện mất mát về tiền bạc, chủ về cái sự là phá sản vỡ nợ, hoặc là chủ về cái sự là gì, làm ăn thua lỗ. Vậy nên trong thời gian này quý vị cũng cần phải quản lý tài chính một cách cẩn thận đấy, kẻo bị gì, kẻ xấu lừa gạt, hãm hại. Vậy nên đây cũng là một cái tháng xấu nhá, cái tháng xấu với những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng. Tiếp đến chúng ta xét đến cái tháng 5. Tháng 5 nó là tháng canh ngọ, đúng không ạ? Chúng ta có ngọ hỏa thì bị hợi thủy nó khác. Như vậy là trong tháng này bị gặp cục diện ngũ hành xung khắc, đâm ra sức khỏe nó cũng kém. Thứ hai là gì? Các mối quan hệ thì nó cũng gặp nhiều cái bế tắc, gặp nhiều cái trục trặc. Đấy. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Bên cạnh đó trong tháng này thì lại gặp cái lưu niên bệnh phù nữa. Đấy, bệnh phù nó cũng chủ về cái bệnh tật, chủ về cái sức khỏe bị suy yếu. Thứ nhất là do tuổi già, thứ hai là gì? Do các bác bị cái vận niên nó chi phối. Nên đây cũng là cái thời điểm mà các bác cũng khá phải đau đầu bận tâm. Thêm nữa chúng ta có kỷ gặp canh thì nó lại là thương quan. Cái thương quan lâm vận nó cũng kéo theo cái vận trình của những người tuổi Kỷ Hợi. Nói chung ấy là gặp nhiều cái bế tắc, gặp nhiều cái trắc trở, gặp nhiều cái bất lợi. Đó. Trong công việc hoặc là trong các mối quan hệ thì nó nảy sinh ra nhiều cái mâu thuẫn trái chiều, nảy sinh ra nhiều cái ý kiến bất đồng, khiến cho gia chủ cần phải là gì? Hết sức là lưu ý. Thêm nữa chúng ta có cái địa chi ngọ ải nó ẩn tàng hai thiên can đinh và kỷ. Chúng ta có kỷ gặp đinh thì nó là thiên ấn, kỷ gặp kỷ nó là tỷ kiên. Cái thiên ấn thì nó cũng nói lên rằng là gì, trong thời gian này thì những người tuổi Kỷ Hợi nói chung là vẫn có được cái quyền uy, vẫn có được cái quyền lực đấy, vẫn có được cái vị thế, khẳng định được cái vị thế của mình. Nhưng bên cạnh đó cái tỷ kiên thì nó có nhắc nhở quý vị là cẩn thận cái hạn tiểu nhân nhá, kẻo là gì, không cẩn thận thì rất dễ bị kẻ xấu lừa gạt, lợi dụng và khiến cho quý vị thứ nhất là bị mất cái uy danh, cũng như là gì, mất đi cái quyền lợi của mình. Trong cái tháng 5 ấy thì lại có cái lưu niên tang môn nữa. Cái tang môn nó mang về, nó chủ về cái sự buồn phiền, chủ về cái sự mất mát, chủ về cái sự chết chóc. Nên là đây cũng là một cái tháng mà không được tốt với những người tuổi Kỷ Hợi nhé. Tháng này quý vị cần phải đặc biệt lưu ý về cái vấn đề sức khỏe của mình. Đó, quý vị nên năng luyện tập thể dục thể thao, tham gia vào các câu lạc bộ của người có tuổi để gì, để có được một cái môi trường sinh hoạt lành mạnh, tốt lành hơn. Đó, vậy nên đây cũng là một cái tháng xấu nhá, xấu với những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái tháng 6. Tháng 6 nó là tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi chúng ta có hợi gặp mùi thì nó là cục diện tam hợp. Đó, thì được cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ, nên cái tháng 6 âm lịch cũng là một cái tháng khá là may mắn, khá là tốt lành. Nó sẽ giúp cho những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng có cơ hội để thể hiện cái năng lực của mình trong công việc hoặc là trong các lĩnh vực mà gia chủ đang theo đuổi. Nếu mà gia chủ làm tốt thì gia chủ hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu, vượt xa đối thủ, và cái cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng có. Vậy nên là gì? 3 tháng, tháng 3, tháng 4, tháng 5 đã đen đủi rồi thì cái tháng này quý vị chỉ cần cố gắng nỗ lực một chút thì sẽ có được cái thành công may mắn. Đó, công việc hanh thông thuận lợi, lại có được gì, cái vận quý nhân nó vượng. Bên cạnh đó chúng ta có kỷ gặp tân thì nó là thực thần. Đó, cái thực thần nó cũng báo hiệu là trong tháng này quý vị có lộc, đặc biệt là cái lộc ăn uống. Đó, và một số bác làm nghề tự do hay là kinh doanh buôn bán ấy thì cũng sẽ gặp cái vận may để mình, cái vận may bất ngờ nó ập tới. Đó, cái doanh thu trong cái tháng này thì cũng không hề nhỏ. Bên cạnh đó thì chúng ta có cái địa chi mùi nó ẩn tàng ba thiên can kỷ, ất và đinh. Chúng ta có kỷ gặp kỷ nó là tỷ kiên, kỷ gặp ất là thất sát và kỷ gặp đinh nó là thiên ấn. Kỷ gặp Kỷ nói Tỷ Kiên thì cái Tỷ Kiên nó cũng báo hiệu là trong thời gian này thì những người tuổi Kỷ Hợi cần phải cẩn thận hơn trong công việc, cẩn thận hơn trong cái việc làm của mình. Đó, kẻo lại bị kẻ tiểu nhân soi mói và gây ra những cái khó khăn, những cái trắc trở. Thêm nữa chúng ta có Kỷ gặp Ất là Thất Sát. Cái Thất Sát nó báo hiệu là trong tháng này thì cái vận tiểu nhân nó vượng, vượng vận tiểu nhân. Vậy nên là quý nhân cũng sẽ gì? Cũng sẽ gặp khó khăn, khi mà giúp đỡ. Thêm nữa có Kỷ gặp Đinh thì nó là Thiên Ấn. Cái Thiên Ấn nó cũng báo hiệu đây là một cái thời điểm cũng khá là gì? Khá là tốt để quý vị củng cố lại cái quyền lực, củng cố lại cái uy quyền cũng như là củng cố lại cái vị thế của mình. Đó. Thêm nữa trong tháng lại có lưu niên Hỷ Thần và Thiếu Âm. Đó. Cái Hỷ Thần nó chủ về cái sự vui vẻ, chủ về cái sự cát lành. Cái sao Thiếu Âm ấy thì nó chủ về cái may mắn, chủ về cái sự thông minh, vui vẻ, hòa nhã. Và khi mà được cái Thiếu Âm và cái Hỷ Thần nó trợ mệnh thì nói chung là những người tuổi Kỷ Hợi nữ mạng cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn trong tháng này. Vậy nên đây cũng là một cái tháng tốt nhá, cái tháng tốt với gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 nữ mạng. Tiếp theo chúng ta xét đến cái tháng 3 là tháng Mậu Thìn. Tháng Mậu Thìn chúng ta có gì? Hợi gặp Thìn là cục diện là xung khắc. Vậy nên trong thời gian này cái sức khỏe thì nó giảm sút và cái mối quan hệ nó cũng gặp nhiều cái khó khăn trắc trở. Bên cạnh đó thì chúng ta có Kỷ gặp Mậu thì nó là kiếp tài. Cái kiếp tài lâm vận nó cũng đẩy mọi thứ nó theo trình chiều hướng là bất lợi với những người tuổi Kỷ Hợi. Vì vậy quý vị cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Thêm nữa có cái địa chi Thìn này nó ẩn tàng ba thiên can Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có Kỷ gặp Mậu thì nó là kiếp tài, Kỷ gặp Quý thì nó là thiên tài và Kỷ gặp Ất thì nó là thất sát. Như vậy trong thời gian này thì chúng ta có Kỷ gặp Mậu là kiếp tài. Cái kiếp tài lâm vận nó cũng sẽ gây khó khăn trắc trở nhất định cho công việc. Bên cạnh đó lại được cái vận thiên tài nó chiếu, nó cũng nói lên rằng là gì? Đây là một cái tháng mà quý vị có cơ hội để nắm bắt được cái may mắn, nắm bắt được cái thành công trong cái vận thế của mình. Thêm nữa có Kỷ của Ất là thất sát thì cái thất sát nó cũng gây ra cái họa gọi là hạn tiểu nhân nó tăng cao. Nó sẽ khiến cho công việc nó gặp nhiều cái trắc trở và gặp nhiều trở ngại. Đó. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Kỷ Hợi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để triệu vận hộ thân. Đó. Bên cạnh đó thì gặp cái liên nguyên Đế Vượng. Đế Vượng thì nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Kỷ Hợi trở nên cao ngạo hơn khi mình có được những cái phần thắng, khi mình có được những cái thành tích mà những người khác không có. Đó. Vậy nên là gì? Nếu mà quý vị cứ giữ cái thái độ này thì sẽ khiến cho cái vận trình nó khó khăn và gặp nhiều cái bế tắc hơn đấy. Thêm nữa trong tháng này có liên liên Thái Tuế và Thanh Long. Đấy. Cái Thái Tuế, Thanh Long nó sẽ khiến cho cái vận trình Thái Tuế này thì nó sẽ khiến cho gì quý vị gặp nhiều cái trở ngại khó khăn. Đấy, có câu là Thái Tuế đương đầu tọa, vô hỷ thì ắt hiếu họa, đúng không ạ? Thêm nữa cái Thanh Long nó làm cái sao tốt, nó cũng sẽ cải thiện cái vận may cho những người tuổi Kỷ Hợi trong cái tháng 3 này, để giúp cho cái vận trình nó được thuận lợi hơn, thanh thông hơn. Và trong cái tháng 3 này, tháng Mậu Thìn này thì nói chung đây là một cái tháng cũng là không tốt nha, nó cũng là một cái tháng xấu. Mặc dù nó có nhiều cái cơ hội đấy nhưng nó cũng chỉ ở trong cái tình trạng là tiềm năng thôi. Và những hung tinh nó rất nhiều, đâm ra là gì? Đây cũng là một cái tháng mà quý vị cần phải chú ý và cẩn thận hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ tháng 4 là tháng kỷ Tỵ, đúng không ạ? Chúng ta có Tỵ Hợi là tương xung. Đấy. Gặp cái cục diện xung khắc với Thái Tuế này thì nó cũng nói lên rằng là những người tuổi Kỷ Hợi có nhiều xáo trộn trong cuộc sống. Đấy. Và có nhiều cái thay đổi trong cái môi trường xung quanh. Đó. Quý vị lại không được quý nhân giúp đỡ nên làm gì cũng bị bị cảm giác bị lạc lõng, bị một mình. Thêm nữa chúng ta có Kỷ gặp Kỷ nó là Tỷ Kiên. Cái Tỷ Kiên nó cũng báo hiệu là nói chung ấy quý vị cũng cần phải làm gì cũng cần phải hết sức cẩn thận với cấp trên, cấp dưới, với đồng nghiệp. Không phải ai cũng thân thiện, hiền lành và cũng là người mà để quý vị có thể tâm sự, giải bày. Khi đi làm thì quý vị cũng cần phải lựa lời mà nói, kẻo lại ảnh hưởng đến công việc sau này. Đó. Vì thế mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé. Bên cạnh đó cái địa chi Tỵ này thì nó ẩn tàng bát thiên can Bính, Mậu và Canh. Chúng ta có Kỷ gặp Bính thì nó là Chính Ấn, Kỷ gặp Mậu là kiếp tài và Kỷ gặp Canh thì nó là Thương Quan. Đầu tiên chúng ta có Kỷ gặp Bính nó là Chính Ấn. Đấy. Thì cái Chính Ấn nó xuất hiện trong cái thiên can ẩn tàng, nó cũng báo hiệu đây là một cái tháng mà quý vị cũng có được uy lực, có được quyền hành. Đó. Có được cái vị trí, thế là cái vị trí, cái vị thế của mình trong công việc. Thêm nữa có kỷ gặp mậu thì nó là kiếp tài, thì kiếp tài lâm vận nó cũng sẽ, kiếp tài nó sẽ xảy ra tình trạng mà tranh quyền đoạt lợi, sẽ có nhiều cái tranh chấp, nhiều cái thị phi xảy ra trong công việc của những người tuổi kỷ hợi, khiến cho quý vị cũng khá là vất vả. Cái thương quan cũng vậy, cái thương quan nó gây khó khăn trên con đường quan trường, trên con đường quan lộc, trên cái công danh sự nghiệp của mình. Khi mà gặp thương quan lâm vận thì quý vị dễ bị mất chức, mất quyền, bị nghỉ việc hoặc là thôi việc giữa chừng. Vì vậy mà những người tuổi kỷ hợi cũng cần phải hết sức lưu ý trong tháng này. Bên cạnh đó trong tháng thì có lưu niên lâm quan nó nhầm mệnh. Lâm quan nhầm mệnh. Nó cũng cho thấy là quý vị cũng sẽ duy trì được cái năng lượng tích cực. Nhưng mà so với cái hung tinh nó mang lại của tháng ấy, thì nó cũng không đáng là bao nhiêu cả. Bên cạnh đó lại có cái lưu niên gì Tiểu Hao và cái Thiên Không. Đây là hai cái sao mà nó chủ về cái chuyện mất mát về tiền bạc, về tài lộc. Đó. Vậy nên cái tháng tư, tháng kỷ tỵ này cũng là một cái tháng xấu nhá. Xấu với những người tuổi kỷ hợi. Tháng tư là một tháng xấu mà quý vị cũng cần phải lưu ý. Tiếp theo chúng ta sẽ tháng 5 là tháng canh ngọ. Chúng ta có ngọ hỏa gặp hệ thủy là nó cũng là cục diện xung khắc. Vậy nên là trong thời gian này sức khỏe nó suy giảm, các mối quan hệ thì nó cũng gặp nhiều cái bế tắc. Thêm nữa chúng ta có kỷ gặp canh thì nó là thương quan, lại gặp cái ông thương quan lâm vận nữa, đâm ra là gì, trong cái thời gian này thì những người tuổi kỷ hợi cũng sẽ gặp khó khăn vất vả trên con đường quan trường, trên con đường công danh sự nghiệp. Công việc thì gặp nhiều cái bế tắc, cái khó khăn khiến cho gia chủ phải phiền lòng, phải bận tâm. Bên cạnh đó thì chúng ta có địa chi ngọ ấy, thì nó ẩn tàng thiên can đinh và kỷ. Chúng ta có kỷ gặp đinh thì nó là thiên ấn, và kỷ gặp kỷ nó là tỷ kiên. Đấy. Ở trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn có chứa những các cát tinh, có thiên ấn, có tỷ kiên. Nên là những người tuổi kỷ hợi ấy, mà cố gắng nỗ lực phấn đấu trong công việc thì vẫn có được những cái thành quả nhất định. Thêm nữa là trong tháng lại có lưu niên tang môn, nó chủ về cái chuyện buồn giàu, chủ về cái chuyện tang thương, tang tóc. Vì vậy mà gia chủ cần phải hết sức cẩn thận nhé. Bên cạnh đó lại có lưu niên tướng quân. Lưu niên tướng quân nó cũng là một cái sao mà nó mang lại cái tướng quân, nó mang lại cái sự quyền uy, cái uy thế của mình. Đấy. Nó khẳng định được cái vị trí của những người tuổi kỷ hợi. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì cái tháng này là nhiều cái hung tinh, nên đây cũng là một cái tháng mà không tốt, nó cũng là cái tháng xấu nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ là tháng 6 là tháng Tân Mùi. Tân Mùi chúng ta có hợi gặp mùi thì là cục diện là tam hợp. Thì được cục diện tam hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên là những người tuổi kỷ hợi sẽ được quý nhân nâng đỡ cái vận trình công việc. Dù bản thân cũng có đủ bản lĩnh, có đủ sức để vượt qua những cái khó khăn, những cái vất vả, những cái thách thức, nhưng lại có thêm cái sự hậu thuẫn, chỉ đường dẫn lối của quý nhân. Nên là gia chủ tiến hành mọi việc sẽ gì thuận lợi và nhanh hơn nhiều. Bên cạnh đó lại được thực thần nó hỗ trợ nữa, nó trợ mệnh nữa. Có kỷ gặp tân nó là thực thần rồi. Thì cái thực thần này nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình của những người tuổi tân, tuổi kỷ hợi ấy, 1959 năm mạng ấy, cũng được tốt lành, được hanh thông, được thuận lợi hơn. Vì vậy mà gì trong cái tháng 6 này quý vị có nhiều cái cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình. Dễ có cơ hội được đi chơi đây đó khắp nơi, do thực thần nó trợ mệnh. Một số người làm kinh doanh, buôn bán tự do ấy, thì cũng sẽ thu về được cái lợi nhuận đáng kể trong cái thời gian này. Đó. Bên cạnh đó thì chúng ta biết cái địa chi mùi nó ẩn tàng ba thiên can kỷ, ất và đinh. Chúng ta có kỷ gặp kỷ nó là tỷ kiên, kỷ gặp ất nó là thất sát, và kỷ gặp đinh thì nó là thiên ấn. Như vậy trong cái thiên can ẩn tàng vẫn có những cái cát tinh và những cái hung tinh. Đấy, cát tinh, tỷ kiên và thiên ấn nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình công việc được thuận lợi, hanh thông hơn. Còn cái thất sát nó sẽ cản trở cái công việc. Nói chung là xét về cho cùng ấy, thì nó cũng ảnh hưởng nhẹ, không được lớn. Đó. Thêm nữa lại có cái thiếu âm và cái tấu thư nó hỗ trợ nữa. Nên là trong cái tháng này thì quý vị cũng gặp khá nhiều cái chuyện vui vẻ, khá nhiều cái chuyện tốt do được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Cũng như là gì có được nhiều cái cơ hội hợp tác kinh doanh làm ăn do là cái tài ăn nói, do cái sao tấu thư nó giúp đỡ mình. Vậy nên là cái tháng 6 tháng Tân Mùi đó là một cái tháng tốt nhá, tháng tốt với những người tuổi kỷ hợi sinh năm 1959. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi kỷ hợi sinh năm 1959 trong cái dịp là 6 tháng đầu năm 2024 ở năm Giáp Thìn. Hy vọng cái thông tin mà Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn sẽ giúp quý vị nắm bắt được cái vận thế, đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống. Từ đó sẽ giúp cho quý vị có được một cuộc sống giàu sang phú quý, tài lộc dồi dào. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.